Quỷ xin mến chào toàn thể đại gia đình thân yêu đã quay trở lại với kênh Khuyên Nguyễn Quý Lắp ha. Thì kênh của Khuyên Nguyễn chuyên chủ yếu nói về chim cảnh các bạn, đặc biệt là những cái dòng chim biết nói chuyện ở Việt Nam mình. Thì Khuyên Nguyễn cũng muốn đem một số những cái kinh nghiệm mà mình có được trong quá trình mà mình chăm sóc như những em thú cưng nhà mình, dù là thành công hay là thất bại, thì Khuyên Nguyễn cũng muốn làm nên những cái video mà nó chân thực nhất để gửi đến toàn thể đại gia đình thân yêu mình biết được về những cái kinh nghiệm mà nuôi chim, thuần chim, chăm sóc chim và huấn luyện chim như thế nào cho nó được tốt ha. Và để đến với những cái thông tin chi tiết xuất hiện trong video ngày hôm nay thì các bạn cũng nhớ đừng quên nhấn subscribe ngay kênh YouTube của Khuyên Nguyễn Vlog ha. Nhớ đăng ký bật chuông để nhận được những cái thông tin, những cái cập nhật liên tục về những cái dòng chim cảnh biết nói chuyện hàng ngày trên kênh của Khuyên Nguyễn ha. Thì giới thiệu với các bạn, đây là bộ sưu tập 4 em chim chim cảnh nhà mình. Và hiện tại thì mình chỉ nuôi được tầm 4 con thôi, chứ mình cũng muốn nuôi thêm nữa nhưng mà điều kiện nó cũng không cho phép bạn, tại vì ở trên đây mình ở trọ thì cái diện tích nuôi nhốt khá là hẹp, cho nên là mình không, cái đam mê thì mình vẫn có ha, nhưng mà mình không có diện tích nhiều để mình nuôi nhốt những em nó cho được. Thông qua cái việc mà mình đã nuôi 4 em chim chim cảnh nhà mình á, thì mình mới đánh giá được là qua cái câu hỏi của một người bạn có hỏi mình là có nên để nuôi chim chim sáo nâu ở trong để huấn luyện cho nó biết nói chuyện không bạn. Thì mình nếu mà mình làm cái video này á, thì những anh em nào mà đang nuôi chim sáo nâu á, thì họ có thể là nhận được những ý kiến trái chiều của họ bạn. Tại vì có người thì nuôi huấn luyện tốt á, thì nó sẽ biết nói chuyện, và có những con mà tố chất nó thông minh á, thì nó sẽ nhanh nói chuyện. Còn những con mà thuộc dạng mà tố chất nó kém mà bạn, thì rất là khó để huấn luyện con chim sáo nâu nó biết nói chuyện bạn. Thì những em chim giống như em chim cưỡng nhà mình á, là với lại em chim sáo nâu nè, là nó cùng thời với nhau. Mình nuôi cũng đã hơn 1 năm rồi á, nhưng mà cái cách huấn luyện của mình á, thì mình áp dụng cho tất cả các loài chim mình nuôi luôn, là em chim cưỡng với em chim sáo nâu á, là mình dạy cho chung nói chung một bài. Nhưng mà bây giờ em chim cưỡng nhà mình á, là nó nói chào khách với lại có khách, nó nói cũng khá là rõ rồi. Giờ mình đang chuyển sang mình dạy nó thêm một cái từ mới á. Nhưng mà về em chim sáo nâu nhà mình á, thì giống như là mình không có đánh giá được là cái tố chất nó thông minh hay không thông minh, nhưng mà mình đã nuôi 1 năm mấy rồi đó, thì bài bản mình cũng dạy giống như em chim cưỡng vậy, nhưng mà nó vẫn chưa biết nói chuyện bạn. Bây giờ nó chỉ bập bẹ được, là giống như nó nói gió được thôi, và nó cũng hót được. Nói chung là mình có mở những cái âm thanh MP3 mà tiếng sáo trên mạng á, cho nó nghe, thì nó cũng hót theo, cũng khá là hay rồi. Nhưng những đối với các bạn mà nuôi chim sáo nâu á, thì các bạn cũng biết là sáo nâu là một loài cũng khá là quấn chủ bạn, tại vì mình nuôi nó lâu á thì nó cũng quen cửa quen nhà, mà nếu mà mình thả ra thì nó cũng không bay đi đâu hết á. Do là khi Nguyễn ở đây là dạy nguyên một cái dãy trọ mà, thì đợt trước khi Nguyễn cũng có bay một em chim sáo nâu, nhưng mà mình cũng không rõ nguyên nhân tại sao nó bay, tại vì mình nuôi cũng cũng được 1 năm mấy rồi, em cũng bập bẹ được rồi đó. Thì mình cũng thả ra mình test thử thử coi là nó có bay hay không, và nó đã bay giống như là ở đây ở trọ nó giống nhau các bạn, chứ không phải là giống như nhà thì mỗi mỗi nhà mỗi khác, còn trọ thì nguyên dãy trọ thì nó cũng giống nhau hết. Cho nên là mình sợ nó, mình thả ra thì nó bay đi và người khác đã bắt nó nuôi bạn, tại vì mình nuôi 1 năm mấy nó khá là dạng ha. Thì để cho các bạn biết là chim sáo nâu á, mình cũng rất là thương nó, tại vì nó cũng quấn chủ nó bạn, mình thả ra nó không bay đi đâu hết, nó vòng vòng ở nhà thôi. Nhưng mà cái việc mà có nên nuôi chim sáo nâu hay không thì các bạn cũng nên cân nhắc ha, tại vì nếu mà nuôi chim cưỡng hoặc giả chim sáo đen hoặc giả chim quạ thông đồ á, hay là chim nhồng á, thì mình nếu mà so sánh với em chim sáo nâu á, thì em chim sáo nâu nó là cái loài mà giống như cái giá trị nó thấp hơn những cái loài đó, và cái mức độ mà giống như là cái việc mà để thuần con chim và huấn luyện con chim nó nói chuyện á, thì nó cũng tệ hơn các loài chim khác ha. Thì anh em nào mà chưa nuôi sáo nâu á, thì mình nếu mà theo dõi được cái video clip này của Khi Nguyễn á, thì mình cũng nên cân nhắc xem là mình có nên là chọn em chim chim sáo nâu để mình nuôi hay không ha. Thì thôi, một số điều Khi Nguyễn cũng muốn chia sẻ với đại gia đình thân yêu mình biết được về những cái việc mà mình nuôi những cái dòng chim, mà dòng chim nào là dòng chim mà đáng nuôi nhất, hay là dòng chim nào mà không không đáng nuôi, thì Khi Nguyễn cũng muốn chia sẻ với đại gia đình thân yêu mình biết được ha.
Rồi một lần nữa Khiêm Nguyễn cũng xin cảm ơn toàn thể đại gia đình đã quan tâm và theo dõi cái video của mình. Chúc anh em và mọi người vui và thành công trong cuộc sống nha. Chào tạm biệt mọi người.